Pha bay người đá bóng của Nguyên Mạnh rất có duyên với mảnh lưới. Theo thống kê thì Công Vinh đã từng 3 lần xa sở trường của Ngô Hoàng Thịnh. Đường chuyền rất hay, nhưng thủ môn của Malaysia đã băng ra kịp thời để đấm bóng ngay. Chúng ta xem lại một lần nữa đường chuyền rất hay của Lương Xuân Trường cho Đinh Thanh Trung phát xuống. Nhưng thủ môn của Malaysia đã rất cảnh giác ở tình huống này. Xuân Trường trong khe rất hay, rồi không kịp dứt điểm, rất tiếc. Đó là Trọng Hoàng. Chúng ta lại vừa thấy được khả năng quan sát nhanh và khả năng kiến tạo tuyệt vời như thế nào của Lương Xuân Trường. Một đường chuyền như đặt vào chân Trọng Hoàng. Tiếc là tiền vệ của chúng ta chậm hơn đối phương một nhịp, chưa kịp dứt điểm thì đã bị phá bóng. Rất hay. Xuân Trường rất hay. Xuân Trường dứt điểm đi khoảng trống, không vào. Những pha xử lý rất mềm. Quyền. Lương Xuân Trường. Đúng là chúng ta đã đẩy cao tốc độ hơn trong ngay trong những phút đầu tiên. Đi bay không vào. Pha đập lòng là của Đinh Thanh Trung sau đường. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu tăng tốc và gây sức ép lớn hơn. Vô lê ngay, bóng đi đúng vào vị trí của Nguyên Mạnh. Đó chính là một vô lê rất tốt. Thành Lương, Thành Lương, Thành Lương đánh đâu không vào. Pha kết thúc của Lê Công Vinh. Nhưng trước đó là một nỗ lực đáng khen của sự đột biến từ những pha bóng như thế này là điều mà chúng ta đang trông đợi. Lê Công Vinh. Trọng Hoàng. Pha đập nhà rất hay. Trọng Hoàng không vào. Chúng ta bất ngờ tăng tốc bằng những pha phối hợp nhuần nhuyễn. Và phòng ngự của Malaysia đã bị đánh bại ở tình huống này. Một lần nữa Trọng Hoàng lại bỏ lỡ cơ hội. Bóng vẫn trong chân đội tuyển Việt Nam. Thành Lương. Thành Lương. Cơ hội. Công Vinh. Dứt điểm. Xuân Trường. Đường chuyền rất hay. Dứt điểm đi. Vào. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau rất nhiều những pha dứt điểm và một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành của đội tuyển Malaysia thì cuối cùng chúng ta cũng đã có được bàn thắng mà các cổ động viên đã chờ đợi từ rất lâu. Niềm vui. BNM National Team by Player 18 Nguyễn Trọng Hoàng. Xuân Trường chính là người đã tung ra đường chuyền này cho Trọng Hoàng sau những pha xử lý qua người khéo léo. Trọng Hoàng đã có một pha dứt điểm vào góc xa bằng chân trái. Như vậy là trong cả hai trận đấu khi được tung vào sân thì Trọng Hoàng đều đã để lại dấu ấn. Ở trận đấu trước là pha kiến tạo cho Công Vinh lập công ấn định tỷ số 2-1. Còn bây giờ